Công an thị xã Tân Uyên đang phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ, xử lý theo quy định đối tượng Nguyễn Đức Thắng, 22 tuổi, quê ở Vĩnh Long, về hành vi lưu hành tiền giả. Trước đó, sáng ngày 6 tháng 10, Công an phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên tiếp nhận tin báo qua điện thoại của quần chúng tại khu phố Tân Phú có một đối tượng nam sử dụng tiền giả để mua hàng. Công an phường Tân Hiệp triển khai lực lượng xuống địa điểm được báo thì phát hiện Nguyễn Đức Thắng đang sử dụng một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi là giả do có màu sắc, chất liệu, kích thước khác thường để mua một thẻ cào điện thoại. Qua đầu tranh, Thắng khai nhận đã mua 28 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng với giá 5 triệu đồng thông qua một tài khoản trên mạng xã hội. Vụ việc đang được Công an thị xã Tân Uyên phối hợp điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1989, trú tại thôn Đông Châu, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyên là cán bộ nhân ngân hàng VP Bank Hà Tĩnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận đơn tố giác của nhiều bị hại trên địa bàn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Bước đầu làm rõ Nguyễn Thị Vân đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận, trong thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến cuối tháng 7 năm 2020, đối tượng này đã lợi dụng công việc là nhân viên phòng kinh doanh VP Bank chi nhánh Hà Tĩnh để dùng những thủ đoạn đặt vấn đề cần vay tiền để đảo khế cho khách hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dùng vào việc cá nhân. Thưa quý vị, liên quan đến vụ bãi đãi cát hoạt động chui gần khu dân cư khiến hàng chục hecta diện tích đất nông nghiệp dọc theo suối Bà Mụ tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ngập úng kéo dài mà chúng tôi đã đưa tin tuần trước. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa cho biết, trước đó thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã từng xử phạt hành chính gần 200 triệu đồng chủ bãi cát trên vì đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Cụ thể, theo quyết định xử phạt số 531 ngày 16 tháng 3 năm 2020 do ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước ký xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đối với ông Lê Văn Hòa, sinh năm 1975, ngụ xã Minh Lập, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước, chủ bãi đáy cát ở ấp 4 xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tổng số tiền 177,5 triệu đồng và tịch thu 80 mét khối đất cát đang được đãi hoặc đang bán. Thì trong thời gian qua là cái việc mà chấp hành của doanh nghiệp của cái cá nhân này là cũng tương đối tốt. Hiện nay á là họ đã nộp tiền vào tài khoản ở kho bạc nhà nước tỉnh cũng như là chấp hành các cái quyết định xử phạt là nghiêm túc. Mấy ngày nay á thì có những trận mưa lớn rồi lại doanh nghiệp dường như là có dấu hiệu là tiếp tục lén lút làm tiếp tục nên là nó có ảnh hưởng đến cái dòng chảy. Trước đó, như chúng tôi đã phản ánh, bãi đãi cát hoạt động chui gần khu dân cư, nguyên một dòng suối có nguy cơ bị xóa sổ. Cùng với đó là hàng chục hecta diện tích đất nông nghiệp dọc theo suối Bà Mụ thuộc địa phận ấp 4 xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước hiện đang rơi vào tình trạng ngập úng kéo dài nhiều ngày nay, mà nguyên nhân chính theo người dân địa phương là do một bãi đãi cát chui hoạt động ngay bên bờ suối. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng của thành phố Đồng Xoài điều tra xử lý. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn Hà Nội. Từ ngày 20 tháng 10 tới đây, các loại ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe cho phép đến 1,5 tấn chỉ được lưu thông vào khu vực nội đô Hà Nội ngoài giờ cao điểm. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, phạm vi hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ được giới hạn từ phía bên trong đường bao trở vào trung tâm thành phố của các đường Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường 70, đường 72, đường Lê Trọng Tấn, Văn Khê, Phúc La, Cầu Biêu, Phan Trọng Tuệ, Ngọc Hồi, Vành Đai 3, Nguyễn Văn Linh, cầu vượt nút giao trung tâm quận Long Biên, đường Lý Sơn, cầu Đông Trù, Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long trở vào trung tâm thành phố. Cùng đó, các loại ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe cho phép đến 1,5 tấn, không bao gồm xe bán tải, xe pick-up, xe van, có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg, chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm trên các tuyến đường. Giờ cao điểm sáng từ 6 đến 9 giờ, chiều từ 16 đến 19 giờ 30 hàng ngày. Câu chuyện về những gói thầu thiết bị y tế đang là chủ đề được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây. Không chỉ tại Hà Nội mà ở nhiều các địa phương khác, các gói thầu này cũng có nhiều điểm cần được làm rõ. Câu chuyện tại Bắc Giang là một ví dụ.
Mỗi năm, hệ thống y tế trên toàn tỉnh Bắc Giang đã phục vụ cho gần 2,5 triệu lượt khám và chữa bệnh. Vì vậy mà việc tổ chức mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại thông qua đấu thầu là hết sức cấp thiết. Dù tất cả các gói thầu thiết bị y tế ở đây được thực hiện đấu giá qua trang mua sắm công của Bộ Y tế, thế nhưng những gói thầu ở tỉnh này cũng có nhiều điểm được cho là bất thường. Đây là hệ thống xử lý nước RO tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Hệ thống máy này xử lý nước để phục vụ cho việc chạy thận của bệnh nhân. Hệ thống này đã đi vào hoạt động được hơn một năm. Theo như giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thì hệ thống này có giá hơn 490 triệu đồng và được đấu giá qua mạng do Sở Y tế Bắc Ninh thực hiện. Quy trình mua thì đối với tỉnh Bắc Ninh thì bao giờ nằm đúng quy trình của luật đấu thầu và các cái văn bản hướng dẫn như nghị định 63, thông tư 58. Và Bắc Ninh thì là chúng tôi bắt buộc phải đấu thầu qua mạng rộng rãi, và cái qua mạng là cái mà minh bạch nhất, tôi rất là thích cái đấy. Còn đây là hệ thống xử lý nước RO tại Bắc Giang. Hệ thống này cũng chuẩn bị được đưa vào hoạt động phục vụ cho bệnh nhân chạy thận. Tuy nhiên, mức giá của hệ thống này lại ở con số hơn 1 tỷ đồng. Đấu thầu tùy theo từng cái trường hợp một thì giá trúng thầu là khác nhau. Nó còn phụ thuộc vào cái quan hệ của nhà thầu và chủ đầu tư. Có những nhà thầu họ nói rằng là với chủ đầu tư như vậy, tôi chỉ cần mức độ thôi. Cái thứ hai, nó còn phụ thuộc vào cái cung cầu. Thời điểm này, khi mà cái cung ít thì giá nó khác, mà cung nhiều thì giá nó khác. Cho nên rất không thể nói rằng là bất kỳ một cái thiết bị nào thì ở từng mỗi gói thầu đều có giá trị như nhau. Nhưng tất nhiên cái sự sai khác nó phải tương đối thôi, chứ không thể sai khác nhau nhiều. Thì đó là cái điều mà khó hiểu. Tại hạng mục khác, nhiều gói thầu tại Bắc Giang trúng thầu rất sát giá, chênh lệch không đáng kể so với giá mời thầu. Cụ thể tại Bệnh viện huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, tính đến tháng 7 năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn đã thực hiện mời thầu 23 gói, với số tiền chi ngân sách lên đến hàng chục tỷ đồng. Hầu hết những gói thầu này đều có giá trúng rất sát với giá dự toán. Thậm chí có những gói giá bỏ thầu bằng luôn giá mời thầu. Và đơn vị này cũng cho biết họ thực hiện đấu thầu toàn bộ các gói thầu rất rõ ràng thông qua mạng. Hiện tượng này làm dấy lên dư luận hoài nghi về công tác sử dụng, quản lý nguồn vốn đầu tư công tại huyện Lục Ngạn. Ngoài ra, thêm một sự trùng hợp là đơn vị trúng thầu nhiều nhất tại Lục Ngạn rơi vào Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Phan Anh. Đây là trụ sở công ty này. Chúng tôi đến liên hệ làm việc vào giờ hành chính theo địa chỉ ghi trên website của công ty. Thế nhưng, công ty trong tình trạng đóng cửa. Sở Y tế thì thường xuyên có những cái văn bản chỉ đạo đến tất cả các cơ sở trực thuộc, tuân thủ tất cả những quy định của pháp luật. Thế mà hai nữa là trong nhiều năm trở lại đây thì hầu hết là các đấu thầu thì được công khai, minh bạch, rất là rộng rãi. Và đấu thầu qua mạng trên là chúng tôi thấy là Bắc Giang thì làm tương đối chặt chẽ và khách quan. Như vậy, tất cả các gói thầu thiết bị y tế tại Bắc Ninh cũng như Bắc Giang đều diễn ra qua hình thức đấu thầu công khai qua trang đấu thầu công khai của Bộ Y tế. Thế nhưng, hình thức này có thực sự minh bạch hay không? Có thể công khai giá của thiết bị hay công khai thiết bị y tế trên mạng, nhưng lấy cơ sở nào để công khai? Và cuối cùng, việc công khai giá trúng thầu cụ thể đến mức nào thì vẫn chưa rành mạch.